Hai team giới thiệu với mọi người, đây là những cái đầu nhá. Đó, đây là những cái đầu này. Đây, đây là những quả đầu này. Cái đầu này, mấy cái đầu này được trồng hồi tháng 4, cuối tháng 4. Và nó bữa nay nó đã cho ra quả rồi đấy. Các cái đầu này thì nó hiện tại thì nó đang bị đó, nó đang ra quả đấy. Đó, những quả đầu đây. Đây, cái đầu này thì nó đang có hai quả với một bông hoa. Đây, bình thường là một cái đầu có hai quả và đây là đầu đen xanh long. Đó, những cái và vườn đầu này lên rất đẹp nhá. Đó. Đó, đây là những quả đầu. Đây. Cái đầu này thì có hai quả đầu với hai bông hoa nữa này. Đó. Có những con bọ xịt. Có những con đó nó không nên sống ở trên cái đầu. Đây. Cái đầu nó chìa ra như hai cái tay thò đúng không? Đó, thấy chưa? Và đầu đây nó rất tốt nhá. Đây, những quả đầu này lớn nhanh lắm này. Mấy quả đầu này lớn rất nhanh. Nó cứ rung rinh đó. À, nó lớn theo từng ngày về á. Chỉ cần mưa xuống cái là quả đầu lớn nhanh lên. Đây. Đây là những quả đầu hữu cơ nhá. Đây, đây có chùm đầu ấy. Đó, và tầm 1 tháng, 3 tuần nữa là có thể thu hoạch được mấy quả này rồi. À, đây. Đây thì cái này thì thu hoạch sớm hơn này. Nhưng còn những quả nhỏ này thì thu hoạch sau nữa nhé. Đó, và đây này. Đây, đây những cái đầu này bị ngã xuống này. Đó. Và khu vực dưới này thì đầu nó ít bị hỏng, nó ra nó vẻ tốt hơn. Dễ này, có con dế này. Đây, đây là một con dế. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, cái đầu này. Đầu có những cái con kiến. Đây là những cái hoa hoa đầu ấy nhá. Ồ, bông hoa này đã rụng rồi hả? Cái lồng hoa này đã nở ra và rụng rồi. Hoa đầu nó nở ra là màu tím. Đây, màu tím hình cái cành bướm đó. Đó.